Mất bao nhiêu thời gian dụ dỗ Linh, cuối cùng thì Belle cũng trở thành người yêu của cậu. Thế nhưng mục đích của cô có phải chỉ đơn thuần là được làm dâu nhà giàu và sống trong sung sướng? Và lần ra mắt này của Belle với mẹ chồng sẽ ra sao? Liệu rằng cô có thành công đạt được mục đích của mình? Đây, tới nhà anh rồi này. Ôi, nhà anh to và đẹp quá. Căn nhà này thật là lộng lẫy. Nếu mình mà được sở hữu chúng thì thật là tuyệt. Mình sẽ không còn phải sống ở khu ổ chuột tạm bợ như mọi khi nữa. Đây là mẹ của anh đấy. Mẹ anh Linh đây rồi, mình phải lấy lòng bà ấy thôi. Cô ơi, cô để con gọt hoa quả cho ạ. À, cô chào cháu nhé. Cháu là bạn gái của Linh à. Cô có nghe nó kể về cháu nhiều lắm đấy. Trông cô thật trẻ đấy. Thế này mà đi ra ngoài cháu lại tưởng cô với anh Linh là hai chị em mất. Ôi thật vậy à. Lần đầu tiên có người khen cô như thế đấy. Mà hôm nay ở lại đây ăn cơm với nhà cô nhé. Vâng ạ. Mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ như thế nào ạ? À, xinh, ngoan, hiền. Cháu mà về làm dâu nhà ai là nhà ý có phước lắm đấy. Vậy là bước 1 coi như thành công. Bây giờ đến bước 2 thôi. Cháu ngồi đây chơi nhé. Có gì cần gọi cô giúp việc. Cô với Linh ra ngoài mua ít đồ. Vâng, bác cứ đi đi ạ. Mọi chuyện ở nhà cứ để cháu lo. Giờ mình phải đi tham quan ngôi nhà mới này của mình mới được. Này bà già kia, bà không nghe thấy tôi nói gì à? Cô xin lỗi, cô đang mãi nấu ăn quá nên không để ý. Bà đi pha cho tôi cốc nước cam, nhanh lên. Cô đợi tôi một chút, tôi nấu nốt nồi canh rồi tôi đi ngay à. Cái bà già này, bà biết tôi là ai không hả? Cô là bạn cậu Linh đúng không ạ? À? Bạn cái gì mà bạn? Tôi là vợ sắp cưới của anh Linh đấy. Bà mà cứ láo nháo là tôi bảo anh Linh đuổi việc bà luôn. Alo. Anh yêu à, em đã đến nhà Linh rồi. Nhà anh ta giàu lắm. Em sẽ tìm mọi cách để đón anh về. Miu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Belle. Bà vô cùng hoảng sợ và đã lỡ tay làm rơi lọ hoa xuống đất. Và điều đó đã khiến cho Belle giật mình quay lại. Hả? Bà ta biết hết mọi chuyện rồi. Mình phải nghĩ cách trừ khử ngay mới được. Thôi bà để đấy, ra lấy cốc nước cho tôi nhanh lên. Dạ vâng, cô đợi tôi một chút ạ. Rồi bà sẽ biết tay tôi. Cô gái độc ác này đã lấy chai nước mắm rồi đổ rất nhiều vào nồi canh của Miu. Có vẻ cô ta đã vô cùng đắc ý và vui vẻ với những gì mình đang làm. Nước của cô đây ạ. À, wow, bữa cơm hôm nay nhìn ngon thật. Để em múc canh cho anh ăn nhé. Anh ăn đi này. Ừ, anh xin. Mọi người cùng ăn đi. Mời cả nhà ăn cơm. Ây da, canh gì mà mặn quá vậy? Anh ơi, anh uống tạm cốc nước cho đỡ mặn đi ạ. À, để thực hiện được mục đích cá nhân của mình, Belle đã hại Miu bằng cách đổ thêm muối vào cốc nước, rồi đổ thừa mọi thứ cho Miu. Tại sao lại mặn thế này nhỉ? Anh ơi, mọi thứ là do bà giúp việc này làm đó. Nấu ăn mặn như thế này, bà muốn hại chết gia đình tôi à? Không, không, chắc có điều gì nhầm lẫn ở đây thôi. Cô ơi, phải đuổi bà giúp việc này đi ngay. Con sẽ tìm cho cô một người khác tốt hơn ạ. Không có việc gì đâu con ơi. Thôi bỏ đi em, chỉ là một bữa cơm thôi mà, không có gì đâu. Như vậy mà còn không đuổi được bà già này, mình phải nghĩ cách khác mới được. Bà cứ chờ đấy, rồi sẽ biết tay tôi. Cô còn non và xanh lắm. Không biết Belle còn muốn giở trò gì nữa mà cô lại lén lút đi vào phòng của Trang rồi lục lọi đồ đạc. Ôi, đúng là bọn nhà giàu có khác, nhiều tiền bạc thật đấy. Rồi tất cả chỗ này sẽ nhanh chóng thuộc về tay mình.
Nhưng bây giờ mình phải tìm cách đuổi bà già kia ra khỏi nhà này đã. Không thể để bà ta cản trở con đường làm giàu của mình được. Bèo đã cầm hết tiền bạc và trang sức đến chỗ Miu đang ngủ, rồi nhẹ nhàng nhét hết mọi thứ vào túi áo của Miu, trong đó bao gồm cả chiếc vòng cổ của chính cô. Hứ, để tôi xem lần này bà có thể minh oan kiểu gì. Sau khi bỏ mọi thứ vào túi áo nhằm đổ tội cho Miu, Bèo đã gào khóc để gây sự chú ý từ Linh và Trang. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Em ơi, sao em lại khóc thế này? Cô ơi, anh ơi, em bị mất chiếc vòng cổ mà bố tặng cho em rồi. Cháu đã tìm kỹ chưa? Hay để chỗ nào rồi bỏ quên? Không cô ạ, à, lúc đến đây cháu vẫn đeo mà. À, chắc chắn là bà Miu rồi. Có thể là hồi nãy bà ấy tức cháu chê đồ ăn của bà cô ạ. À, để cháu ra đó tìm xem thế nào. Bà Miu, bà thức dậy ngay cho tôi. Bà ngồi dậy mau lên. Bà lấy chiếc vòng cổ của tôi đúng không? Tôi không lấy, tôi không lấy. Chắc chắn có sự hiểu nhầm ở đây rồi. Đây không phải là vòng của tôi thì là cái gì? Bà giải thích đi. Làm giúp việc thì bà lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Người như bà chắc chắn phải đi ăn trộm mới có được những thứ này. Bây giờ tôi mời bà ra khỏi nhà tôi. Ở cái nhà này không chứa nổi loại người ăn cắp như bà. Cô mới là người phải bước ra khỏi đây. Tôi mới chính là mẹ của Linh. Mọi chuyện do một tay tôi bày ra để thử lòng cô con dâu mới này xem thế nào thôi. Hôm nay mẹ sẽ giả làm người giúp việc để thử lòng con dâu tương lai. Thế thì vất vả cho mẹ quá. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch do Miu dựng lên. Bà làm vậy chỉ vì một mục đích chính, đó là muốn thử lòng cô con dâu tương lai này. Tiền bạc này là của tôi thì việc gì tôi phải ăn cắp? Bèo đã không ngờ rằng toàn bộ những việc làm của cô đã bị camera giám sát trong ngôi nhà ghi lại. Bèo, cô làm cái gì thế này? Cô còn điều gì muốn nói nữa không? Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh. Chuyện cô muốn chiếm đoạt tài sản và cùng nhân tình hưởng thụ đều đã bị camera nhà tôi ghi lại hết rồi. Tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Bây giờ cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh ơi, em xin lỗi mà. Cút đi, cô đi ra ngoài cho tôi. Sự tham lam mưu mô của Bèo cuối cùng cũng không mang lại cho cô bất cứ điều gì tốt đẹp. Giá như Bèo yêu Linh chân thành thì có lẽ cô đã đường đường chính chính bước vào căn nhà này và có một cuộc sống sung sướng rồi. Ở đời tham thì thâm, làm việc xấu ắt phải trả giá. Giả mạo, mưu mô, xảo quyệt sớm muộn cũng bị mọi người nhìn ra mà thôi.